Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Thưa tất cả quý đại chúng, ở trong đời sống của chúng ta đây, đối với người thế gian, người ta hay đố kỵ, tức là khi chúng ta so sánh và thấy được rằng cái người kia họ hơn mình, lời ăn, tiếng nói, cho đến cách sống hay là sự thọ hưởng tất cả mọi thứ ở nơi nhân gian này, thì họ hay đố kỵ lắm. Và cái sự đố kỵ này đây dẫn đến cái tâm của họ không có thoải mái, không có được an vui. Nhưng mà khi chúng ta đã phát tâm, biết tu tập, biết chuyển hóa rồi, thì cái tâm đố kỵ này đây cũng lại là một điều cần phải tu tập. Ở trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, phẩm thứ 12, phần nhập đạo, Đức Phật đã đề cập đến vấn đề đố kỵ này. Đó chính là sự đố kỵ phạm hạnh. Ngài dạy rằng không có cái pháp nào đưa đến cái sự hoại diệt bằng cái sự đố kỵ phạm hạnh. Phạm hạnh đây, đó là tất cả những cái sự tinh tấn tu tập, đó chính là mẫu mực, đó chính là nền tảng giá trị để chúng ta có thể tu tập và vượt thoát. Có nghĩa là khi một người đã biết tu tập rồi, nhưng mình thấy người khác tu tập giỏi hơn chúng ta, thấy người ta làm đạo hay hơn chúng ta, thì mình lại sanh tâm đố kỵ ganh ghét. Và cái tâm đố kỵ ganh ghét này đây làm cho chúng ta không được gần gũi những cái bậc thiện tri thức ở trong đời, để rồi từ đó mà chúng ta học hỏi giúp cho mình tốt hơn. Sự đố kỵ phạm hạnh này không giúp gì cho chúng ta, mà chỉ đóng cái cánh cửa để cho chúng ta tiếp xúc với những điều hay đẹp nhất có thể đến với mình. Thưa quý vị, ai trong chúng ta mà có thể biết được hết tất cả mọi thứ, chỉ trừ Phật và các vị Bồ Tát mà thôi. Tuy nhiên, ở trong thân phận của phàm phu thì muốn biết phải học. Mà nói tới học có nghĩa là chúng ta phải cởi mở, phải phát cái tâm để chúng ta đi tìm kiếm những gì mà chúng ta chưa biết từ nơi người khác. Chính vì thế mà cái sự hoại diệt mau chóng sẽ xảy ra đối với tất cả những người nào mà người ta đóng kín lòng của mình lại, không phát tâm để mà dung nạp những cái thứ khác nữa. Đối với những người tu tập thì lại càng phải khác đối với những người thế tục. Người tu tập có nghĩa là họ luôn luôn mong muốn cho mình và cho người có được cái giá trị tốt nhất, đẹp nhất và thanh thản nhất, để rồi chúng ta mang lại sự hạnh phúc cho mình và cho người. Nhưng mà cái mục đích cao thượng đó đã bị cái tâm hẹp hòi, ganh ghét, đố kỵ. Khi thấy một người nào đó tu tập giỏi, tinh cần, siêng năng, làm tất cả những cái việc thiện lành, thì chúng ta lại không hoan hỷ, mà lại chê, lại trách, lại xa lánh. Thì chính cái tâm mà đố kỵ đối với những người như vậy đó sẽ đóng kín cái tấm lòng của chúng ta, làm cho chúng ta lui sụt hơn trên cái con đường đạo. Vì thế, một câu mà Đức Thế Tôn dạy như vậy đó là đủ để cho chúng ta tu cả cái cuộc đời của mình. Chúng ta nên biết rằng những cái giá trị tốt đẹp nó luôn luôn tiềm ẩn và nó tồn tại xung quanh chúng ta. Vấn đề là chúng ta có tạo cái cơ hội để nó đến được với mình, và mình có tiếp thu được những cái giá trị tốt đẹp đó để chuyển hóa những cái kia trở thành máu thịt của mình hay không. Giống như thể là chúng ta dùng một bữa ăn hoặc là uống một ngụm nước, tất cả mọi thứ đều ở phía ngoài ta cả, nhưng mà vì sự sinh tồn của đời sống của mình mà chúng ta mới ăn, mới uống. Thế thì cũng tương tự như vậy, vì cái sự thể ngộ được cái chân lý rốt ráo và viên mãn đối với cuộc đời này, thì chúng ta cũng phải tương tác và tiếp xúc với những điều tốt đẹp hơn ta, để rồi từ đó mà chúng ta mới có thể lấy được những cái tinh hoa từ nơi những người khác mà xây đắp trở thành những cái tinh hoa cho cá nhân của mình. Ông bà chúng ta nói là ở đời muôn sự của chung, hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Tất cả những giá trị tốt đẹp nó đều có hết và nó đều tồn tại xung quanh chúng ta. Vấn đề là mình có tạo cơ hội để cho những điều tốt đẹp kia đi vào ở trong lòng của mình và trở thành cái máu thịt của mình hay không mà thôi. Hy vọng rằng qua những lời rất đơn giản mà Đức Thế Tôn chỉ dạy như thế, chúng ta sẽ thay đổi chính mình để từ đó mà chúng ta có nhiều điều tốt đẹp hơn đối với đời sống của chính ta. Và nếu một người thiện lành thì chúng ta luôn cầu mong cho những điều tốt đẹp được san sẻ từ người này với người kia, để cả cái thế giới này và loài người này có được tất cả những sự an vui và hạnh phúc. Xin cầu mong cho tất cả những gì hẹp hòi trong lòng của chúng ta đây được đóng kín và mở rộng lòng của mình ra, để chúng ta có được giá trị an vui trong cuộc đời này. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị luôn an lành và thanh thản trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.